Đây đó, tôi thấy còn phun thuốc uống thì 25 của Thái Lan rồi bà con. Thái Lan đây. Nó đẹp cỡ nào. Phun thuốc 4 thì. Ủa, điện thoại cho mày là hơn. Mấy gấp hả? Dạ trời. Nghe cũng tốt. Ba chục chưa đúng rồi rẻ hơn gà tây chứ dạ dạ đúng rồi rẻ hơn tê mới nhập á te luôn thì nó đỡ nó được mà không có hàng đúng rồi. Cần ra sau đây thôi nè. Cần ra. Bốn thì đẹp quá. Bốn thì là không không pha nhớt các bà con, đổ xăng vô đây, đổ nhớt riêng vô đây là chạy. Nó tiện có cái là không bao giờ chết bugi nhiều. Bốn thì xài rất là bền. Rất bền mà con ơi, khỏi cần sợ chết bugi nữa, tại vì nó không có pha nhớt. Mấy hai thì pha nhớt ít nhiều khi mình pha không chuẩn nó dễ chết ghi, còn là con đổ dầu của nhớt kia là chạy thôi. Đổ xe đổ nhớt đổ xăng kia là chạy thôi, xăng đổ ở đây. Nhớt đổ ở đây, đổ chừng ly uống uống trà là vừa. Ổ rất đẹp nè, bún thịt. Của Thái Lan luôn. Maruka. Maruka. Thái Lan. Đẹp, cái bình này như ký đây. Có trọng lượng của bình nha bà con. Đây, cái bình này trọng lượng toàn thân có 11 kg bà con ơi. 11 kg đây. Chỉ có 11 kg thôi. Nhiều lít đây. Này 20 lít quá. Có 25 lít bà con ơi. Thùng này 25 lít. 12 kg. 11 à, tính là cái thùng ký rồi, cái máy là 11 kg. Xăng nhất đầy đủ là 11 kg. Nhẹ, dễ sử dụng. Mẫu thứ hai của Thái Lan luôn con. Wow, Honda hả? Honda 4 thì.